Đỗ Misi khẳng định chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa trên bản đồ Việt Nam. Sự kiện Er, Placer không để cộng đồng mạng phải thất vọng. Đỗ Misi và bộ tộc đã vẽ bản đồ Việt Nam có đủ Hoàng Sa và Trường Sa trong sự kiện Er, Placer. Sự kiện Placer trên Reddit vừa chính thức diễn ra và Đỗ Misi đã nhanh chóng kêu gọi cộng đồng fan của anh tạo nên một hình ảnh không thể tuyệt vời hơn. Đó là hình ảnh bản đồ Việt Nam bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa xuất hiện ở vị trí đặc biệt. Cộng đồng mạng đã nhanh chóng chiếm được một khoảng trống lớn để tạo nên một hình ảnh đặc biệt. Hiện tại vấn đề chủ quyền đang được quan tâm đặc biệt vì vậy hành động khẳng định chủ quyền và tự hào dân tộc này được nhiều người vô cùng ngưỡng mộ. Plexer là một dự án được hợp tác và thực nghiệm xã hội tổ chức trên không gian mạng xã hội Reddit bắt đầu vào ngày cả tháng 4 năm 2017. Đến năm 2022, sự kiện đã một lần nữa trở lại trên SuperdyR Plexer. Theo đó, mỗi cá nhân sẽ đăng ký một tài khoản và tô màu, 24 màu, một pixel, cho mỗi 5 phút một lần trong một bức tranh. Đương nhiên người tham gia sự kiện có thể tô chồng màu lên bức tranh khác vì vậy cuộc chiến tranh giành lãnh thổ tại đây luôn diễn ra vô cùng khốc liệt mỗi khi sự kiện bắt đầu. Việc tạo một bức tranh không khó nhưng để bảo vệ được nó một cách vẹn toàn thực sự cần phải có sự kết hợp và đồng lòng của mọi người. Năm 2022, cộng đồng mạng Việt Nam đã phải chiến đấu vất vả mới có thể bảo vệ được hình ảnh lá quốc kỳ Việt Nam ở một góc kha nhỏ. Tuy nhiên năm nay với sự tham gia của streamer Độ Missy, bộ tộc hùng mạnh này đang quyết tâm sẽ bảo vệ được tác phẩm ấn tượng này.